Xin chào các bạn, trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về các kiến thức cơ bản trong Python. Và phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về Numbers và Boolean Values. Thì đầu tiên chúng ta sẽ mở cái Jupyter Notebook lên. Thì cách mở mình đã hướng dẫn cho các bạn rồi, các bạn vào cái phần Search. Kế bên cái nút Start Menu á, các bạn gõ Jupyter ở đây. Thì nó sẽ hiện ra cái biểu tượng này, các bạn bấm vào đó. Thì nó sẽ mở lên cái màn hình như thế này, cái giao diện như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái thư mục mới bằng cách vào New và chọn Python 3 ở đây. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về number trong Python. Numbers. Thì mình sẽ chọn lên là dạng Markdown bởi vì mình muốn nó là dạng chữ, thành text. Sau đó mình bấm Shift Enter. Ok, lúc này nó sẽ hiểu đó là dạng chữ và nó không báo lỗi ở đây. Rồi, về trong number trong Python đó, thì chúng ta có một là integer. Integer có nghĩa là số nguyên hoặc là float. Float là số mà có dấu phẩy phía sau đó, gọi là float. Mình lấy ví dụ về integer như sau. Giả sử x bằng 9 thì lúc này số 9 này được gọi là integer bởi vì nó không có một cái dấu phẩy nào phía sau đó. Thí dụ mình để là 9.0 thì lúc nó không phải là integer mà nó là float. Giờ để mình kiểm tra lại ha. X bằng 9 đi. Rồi mình kiểm tra cái type của nó. Các bạn gõ type. Sau đó các bạn mở ngoặc và gõ tên cái biến mà các bạn vừa mới gán ở đây là x. Biến x này là variable đó. Các bạn bỏ nó vào trong cái dấu ngoặc này. Sau đó các bạn bấm shift enter hoặc là các bạn bấm nút run ở đây. Dùng chuột bấm run ở đây cũng được. Hoặc là shift enter. Thì lúc này nó trả về kết quả cho chúng ta output lúc này là int, có nghĩa là integer. Có nghĩa là trong trường hợp này x bằng 9 thì 9 lại là số nguyên và nó trả với kết quả là integer. Bây giờ mình giả sử x bằng 9.0. Mình kiểm tra type của nó này. Type của x. Thì lúc này x đó là float bởi vì nó có dấu sau khi dấu chấm này. Thay vì 9 thì nó là 9.0, 9.1, 9.2 gì đó thì đó là số float. Ok. Rồi. Bây giờ số thì chúng ta có số dương và số âm đúng không ạ? Bây giờ mình giả sử x bằng trừ 9 đi. Lại cái giá trị khác đi. Variable y đi. Y bằng trừ 9 đi. Thì lúc này chúng ta kiểm tra xem thử cái nó là số integer hoặc là float. Thì chắc chắn nó sẽ là integer. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có cái số nào sau dấu chấm như thế này. Thì nó chỉ có một là số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vậy đó. Không có một cái số nào sau nó là 9.1, 9.2 gì cả. Thì cho dù nó bất kể là số dương hoặc là số âm thì nó đều là integer trong trường hợp này. Còn nếu thí dụ y bằng trừ 9.2 đi. Thì lúc này y nó là float. Ok. Thì đó là về integer và float. Các bạn phân biệt giữa hai số này ha. Rồi, bây giờ để cách chúng ta chuyển từ một số integer sang float và ngược lại từ float sang integer thì chúng ta làm như thế nào? Giả sử x bằng 5.5 đúng không ạ? Thì x lúc này là float đúng không ạ? X lúc này là float. Bây giờ mình sẽ chuyển từ cái dạng float này sang dạng integer thì các bạn chỉ cần gõ int là viết tắt của integer. Sau đó các bạn khai báo cái biến vừa rồi là biến x lúc này này. Giả sử mình đặt là x1 đi để cho nó khỏi bị nhầm lẫn. Rồi x1 đi. Bây giờ mình sẽ gõ int, sau đó mở ngoặc và cái khai báo cái biến là x1 này đóng ngoặc lại và mình shift enter thì lúc này nó sẽ chuyển từ cái dạng là float là 5,5, lúc này nó chuyển về integer là số 5. Nó lấy một cái số đầu tiên thôi, số trước đó thôi. Ok. Rồi. Bây giờ ngược lại từ cái dạng integer chuyển sang float thì chúng ta làm như thế nào? Giả sử x2 bằng 5. Bây giờ chúng ta muốn chuyển cái số x2, cái biến x2 này thành float. Thì các bạn gõ float x2. Thì lúc này nó chuyển từ số 5 thành số 5.0 và lúc này nó là float. Hoặc các bạn có thể gõ float của số 5 trực tiếp luôn. Thì lúc này nó sẽ chuyển thành 5.5 à 5.0. Ok.
hoặc là integer của một số float nào bất kỳ, thí dụ là inflow của integer của số 5.6 đi, thì lúc này nó sẽ chuyển thành số 5. Thì nó chỉ lấy cái số đầu tiên thôi và nó chuyển thành số 5 ở đây là integer. Tiếp đến là cái boolean value. Boolean, và mình chọn là markdown ha, bởi vì mình muốn nó là dạng chữ. Shift Enter. Ok, về boolean thì boolean chúng ta sẽ có là true hoặc là false, có hai dạng true or false, tức là đúng hoặc sai thôi. Đó. Thì boolean có nghĩa là vậy, true hoặc false. Giả sử này x bằng true đi. X bằng true và mình kiểm tra cái type của nó thì lúc này nó trả về là bool, có nghĩa là boolean. Rồi giả sử là bây giờ mình kiểm tra một cái điều kiện là x nè bằng 9 đi ha, sau đó là x nè nhỏ hơn 2 là false. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình gán cái giá trị variable x lúc này là bằng 9, nhưng mà bây giờ mình kiểm tra là x nhỏ hơn 2 thì rõ ràng 9 nó không nhỏ hơn 2, cho nên nó trả với kết quả là false. Rồi giờ thí dụ x bằng 2 thì xem. Rồi, bây giờ x lớn hơn 2, à, lớn hơn 1 chẳng hạn. Lúc này nó trả về là true, bởi vì sao? Giá trị x lúc này là bằng 2 thì 2 rõ ràng là lớn hơn 1 và nó trả kết quả là true. Và các bạn lưu ý là cái true và false thì chúng ta phải viết hoa chữ đầu tiên nha, luôn luôn là như vậy. True thì chúng ta phải viết hoa chữ T và false chúng ta phải viết hoa chữ F. Còn nếu không thì máy tính Python nó sẽ báo lỗi. Giả sử mình là x bằng true này. Đó, nó sẽ báo lỗi bởi vì true is not defined. Thì chúng ta bắt buộc phải viết hoa đó. Và khi viết hoa các bạn cũng thấy nó chữ nó chuyển sang thành một xanh lá cây ở đây. Còn nếu chúng ta viết thường thì nó chỉ hiểu đó là dạng chữ bình thường. Ok, còn nếu chúng ta chuyển thành chữ hoa thì như thế này, nó chuyển thành màu xanh lá cây và in đậm lên. Rồi, thì đó là kiến thức cơ bản về numbers và boolean. Thật ra cũng không có gì quá là phức tạp, nhưng những kiến thức này các bạn cần phải nắm và phân biệt nó để sau này khi chúng ta viết code mà nó chứa những cái giá trị thông tin này thì các bạn biết cách để chúng ta dùng cho nó đúng. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.